cháy chung cư Carina, cái chết đến trong giấc ngủ. Chưa bao giờ, người dân lại phải phập phồng lo sợ trong cả giấc ngủ của mình đến như vậy. Ở đâu để bình yên đây, khi ngay lúc say ngủ trong căn nhà của mình, người ta cũng không lường được cái chết đang chực chờ ngay ngoài cánh cửa. Làm sao để tai nạn đó không xảy đến với mình? Làm sao để có thể bình tĩnh xử lý khi mình rơi vào hoàn cảnh đó? Làm sao để ngăn ngừa những vụ cháy rình rập mỗi ngày ở các khu chung cư? Sau vụ cháy khiến 13 người chết tại chung cư Carina vào rạng sáng ngày 23 tháng 3, người dân ở các chung cư trên toàn thành phố đồng loạt kiểm tra các thiết bị cháy nơi mình ở. Nhưng, tôi tự hỏi liệu sự phòng bị đó có đảm bảo rằng những vụ cháy tương tự như vụ Carina sẽ không lặp lại. Hiểm nguy rình rập khắp nơi. Người dân đã có sự đề phòng, nhiều lần phản ánh đến tình trạng của hệ thống báo cháy, đèn tín hiệu ở chung cư này, nhưng mọi lời nói đó như gió thoảng mây bay, để rồi chỉ trong một đêm, 14 người vĩnh viễn ra đi, 90 người phải nằm viện, hàng ngàn người khác mất tài sản, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Làm lụng vất vả chỉ để mua được một căn hộ. Tương tất, để rồi một ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Người dân chưa có kỹ năng để thoát khỏi đám cháy, chưa bình tĩnh để xử lý tốt tình huống phát sinh. Phải tuyên truyền nhiều hơn, tổ chức thường xuyên các buổi tập huấn, để bản thân mỗi người có thể tự cứu mình trước khi chờ khác đến cứu. Nhưng như thế cũng chỉ là một khâu để phối hợp, trong cả chuỗi quy trình dài đảm bảo công tác phòng và chữa cháy. Nếu bản thân các nhà đầu tư, ban quản lý chung cư hoàn thành tốt mọi khâu về công tác này, đúng như trách nhiệm của mình, thì cộng cả kỹ năng của người dân, mọi chuyện sẽ khác. Những người có trách nhiệm bảo an cho một nhóm cộng đồng cần nhìn lại, ở đây người dân đã phản ánh rồi, không phải chuyện bất ngờ. Không chỉ người dân ở chung cư, cả những khu trọ, nhà hàng hay khách sạn, quán cà phê, bất cứ nơi đâu cũng có thể xảy ra tình huống tương tự. Sau vụ Carina, trong 2 ngày qua, cũng một loạt vụ cháy khác ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc. Hiểm nguy rình rập ở bất cứ nơi đâu, nguyên do có thể cả thiên tai lẫn nhân họa. Khung cửa mở và đều chưa tròn. Hệ thống báo động phòng cháy chữa cháy của chung cư Carina quá xịn, đến mức người dân phát hiện rồi mà nó vẫn chưa phát hiện ra hỏa hoạn. Cánh cửa ngăn cháy thoát hiểm ở tầng hầm chung cư bị vô hiệu hóa một cách khó hiểu do một cục đá. Cửa mở nên khói ở tầng hầm mới sụp lên những tầng trên, biến cầu thang thoát hiểm thành một cái hộp đầy khói độc. Có giả thuyết cửa do người dân tự chèn đá vào, để đi lại cho dễ. Cho dù là vậy, nếu bảo vệ, kỹ thuật, quản lý khu nhà có đi kiểm tra, người dân có hiểu biết hơn phát hiện bất ổn đi báo lại, kịp thời nhắc nhở nhau, thì đâu đến nỗi. Trong vụ này, mỗi mấu chốt nếu soi rọi kỹ, sẽ thấy sự thiếu trách nhiệm của nhiều phía. Như đại diện ban quản lý chung cư bảo rằng hệ thống báo cháy vẫn đảm bảo và hoạt động bình thường, hay như cách họ phớt lờ đi phản ảnh của người dân từ trước đó, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra dù có thường xuyên đến kiểm tra, vẫn không nắm hết điều kiện phòng cháy chữa cháy của các khu chung cư ngay địa bàn mình quản lý. Từng phần trách nhiệm đã chẳng được trọn vẹn. Có việc đùn đẩy trách nhiệm không? Vốn lẽ, khái niệm về trách nhiệm cũng chẳng có gì cao siêu cả. Nó chỉ trở nên khó hiểu khi người ta đùn đẩy, trốn tránh. Trách nhiệm chỉ đơn giản là người nào, đồ vật gì có chức năng gì thì thực hiện tốt chức năng đó. Ví như, cái bát thì dùng để ăn cơm, chiếc xe thì dùng để chạy. Con người cũng cần tuân thủ để đồ vật có thể làm đúng vai trò và chức năng của nó. Như kiểu, chẳng ai đi tắt hệ thống đèn tín hiệu báo cháy, chỉ vì nó báo động giả nhiều quá. Một đơn vị phòng cháy chữa cháy ở địa phương thì phải làm tròn trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở. Ban quản lý chung cư thì phải có trách nhiệm với chính những con người đã gửi gắm sự an toàn của mình vào họ, không phải miễn phí mà có phí quản lý hẳn hoi. Minh chứng rõ nhất về hai chữ trách nhiệm đó, xin dẫn lại lời của Lê Gia An, 20 tuổi, bảo vệ ở chung cư này, mình là đàn ông, thanh niên không thể nào thấy chết không cứu, thà mình chết chứ không để cư dân chết, vì đây là trách nhiệm của em. Còn hành động, thì xin nhắc đến một con người đã dũng cảm lao vào ngọn lửa để cứu người. Đó là ông Trần Văn An, 48 tuổi, đã hy sinh sau khi cứu 40 người dân trong vụ cháy đêm đó thoát nạn. Chờ mong một câu trả lời rõ ràng và chính thức, để giấc ngủ của những người dân chung cư có thể được ngủ ngon trong căn nhà của họ. Tâm sự một người mẹ cùng gia đình vượt qua cửa tử trong vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina. Vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 3, khiến 14 người tử vong.
Trong những giây phút sự sống và cái chết rất mong manh, đã có những câu chuyện đầy xúc động. Gia đình chị Đan Nguyễn, sinh năm 1983, sống trong chung cư Carina, đã có một đêm hoảng loạn. Sự sống nhiều lúc tưởng như tụt khỏi tầm tay. Một ngày sau vụ hỏa hoạn, chị Đan Nguyễn và gia đình nhỏ của mình chưa hết hoảng loạn. May mắn đã mỉm cười với gia đình nhỏ bé của chị Đan Nguyễn đã bình tĩnh kể lại đêm kinh hoàng với gia đình chị và cư dân chung cư Carina. Nhà chị Đan Nguyễn ở tầng 9 của chung cư Carina từ cuối năm 2013. Sau vụ cháy, hiện sức khỏe cả gia đình cùng Daisy, cô giúp việc người Philippines đều đã ổn. Riêng chị Đan Nguyễn còn yếu, nên tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện. Trên trang cá nhân của mình, chị Đan Nguyễn bắt đầu câu chuyện bằng cái tết vượt qua cái chết. Bố và mẹ thường hay xem phim hành động và nhiều phim có nội dung về đấu tranh sinh tồn. Bố thường hay nói rằng, mình mà rơi vào hoàn cảnh ấy, chắc em không thể vượt qua được đâu, em yếu quá. Vậy mà ngày hôm nay, nó đã thật sự xảy ra với gia đình mình, và cứ nghĩ là trong mơ, hay trong phim. Với chính bố mẹ, Kathy và Ella, chúng ta đã thoát được phép màu. Chị Đan Nguyễn kể tiếp, tầm khoảng 1 giờ 40 phút sáng, tự nhiên mẹ giật mình thức dậy, nghe âm thanh la giống câu chuyện trước Tết xảy ra mà chúng ta là người xem. Mẹ mở cửa sổ nhìn xuống, cháy, khói phía tòa nhà mình đang ở. Mẹ kêu bố dậy, mẹ bế Ella, 1 tuổi, bố bế Kathy, 3 tuổi. Mẹ đập cửa phòng Daisy, chạy, khói đã sắp vào nhà. Bố nhanh trí kêu cả nhà vào nhà vệ sinh mở nước. Cách duy nhất là cầu thang bộ. Nhưng chúng ta không biết cháy từ hướng nào. Càng chạy, khói phía cầu thang càng nhiều. Vẫn cứ chạy. Từ tầng 9, chạy xuống đến gần tầng 4. Thấy đoàn người khác từ dưới chạy ngược lên cùng tiếng hét. Nóng, nóng lắm. Chạy ngược lên thôi. Thế là chạy theo ngược lên. Ai đó nói lên tầng 14, tầng cao nhất. Mẹ chợt nghĩ đến những bài mẹ học về an toàn phòng cháy chữa cháy. Và thoát hiểm khi cháy. Khói là kẻ giết người, tầng 14 sẽ có khói nhiều nhất. Mẹ gọi cậu Đằng hỏi, có cháy tầng trệt không? Cậu Đằng nói, không, chạy ra tầng trệt đi, nhanh lên, nhanh lên. Mẹ la lên, bố ơi, tầng trệt, tầng trệt. Mẹ cùng Ella chạy từ tầng 10, chạy trở ngược lại tầng trệt. Đến tầng trệt, vẫn thấy nhóm người nói, nóng quá, cửa đóng rồi, không mở được, nóng quá. Mẹ cứ mặc kệ, mẹ chạy xuống. Nhìn thấy cánh cửa, nóng thật, rất rất nóng. Mẹ nghĩ, đây là cửa thoát hiểm, không thể nào bị kẹt, vì cửa đóng bằng. Cứ mà, và nó chỉ có thể mở được từ bên trong. Mình có thể mở được mặc dù rất nóng. Mẹ biết lúc này đây, Ella con mẹ đang rất mệt, vì mẹ cũng đã rất đuối sức. Thế là mẹ mở bật cánh cửa ra như một phép màu. Mẹ la lớn lên, cửa mở được rồi, cửa mở được rồi. Bố ơi! Ngay sau khi mở được cánh cửa, mẹ ngã quỵ xuống, mẹ không thở được nữa, khói mù mịt, không thấy gì cả, nhưng mẹ cảm nhận được Ella của mẹ vẫn đang động đậy. Ella của mẹ rất kiên cường, mẹ đã gượng đứng dậy, sắp đến rồi con ơi, mình sắp đến rồi. Kỳ là cầu thang, nơi mình đón Uber mỗi ngày, kỳ là cậu Đằng đang đứng đợi chúng ta. Mẹ quay lại tìm, bố và Kathy của mẹ đâu? Sao trong đoàn người ấy không có họ? Mẹ như chết đi. Họ bị kẹt rồi, họ bị kẹt rồi. Làm sao hai bố con có thể thở nổi nữa? Lâu lắm rồi. Mẹ đưa Ella cho cậu Đằng. Mẹ chạy lại vào trong, mẹ mò đến cánh cửa. Mẹ kêu bố ơi. Và như vô vọng, mẹ chạy ngược trở ra. Mẹ gào thét, kêu cứu người với tất cả bảo vệ, hàng xóm, lính cứu hỏa. Nhưng không ai dám vào trong. Mẹ chạy lại thêm lần nữa. Thế giới của mẹ như dập tắt. Hết rồi, hết thật. Rồi, mẹ chỉ biết ngồi bệt xuống đất cầu nguyện, cầu xin Chúa. Điện thoại mẹ reo, số lạ. Giờ này không thể có ai biết số của mẹ trong chung cư này mà là số lạ cả. Là bố. Bố hỏi mẹ và Ella an toàn chưa? Bố lạc mất mẹ nên chạy lên trên tìm. Giờ bố cùng đoàn người ở lầu 1, đang tìm cách xuống. Một lát sau, bố gọi. Bố ở sân tennis. Bố và Kathy đã thoát ra được rồi. Hai bố con của mẹ rất dũng cảm và kiên cường. Còn nữa, Daisy, Daisy đâu? Chúng ta đã lạc nhau khi cùng chạy xuống cầu thang. Liên lạc, gọi điện, chị ấy đang bị kẹt ở tầng 7. Cầu nguyện, chị ấy sẽ qua được. Cậu Đăng ở lại chờ giải cứu Daisy. Bố mẹ đưa hai con và cô Hằng bụng bầu chạy vào bệnh viện trước. Một lúc sau,
cậu đăng báo, đây Di thoát ra được rồi. Thế là cả nhà an toàn nhập viện. Mẹ bị nặng nhất nên phải nằm khu chăm sóc đặc biệt, để có thể lúc 3 giờ khuya, ngồi viết lại câu chuyện vượt ra từ cõi chết của cả nhà chúng ta. Tất cả là nhờ phép màu của chú. Nếu chú không chỉ đường quay lại tầng trệt, thì mẹ đã bị ngạt và hết sức ở tầng 10. Nếu chú không giữ để Ella còn động đậy nhúc nhích, thì mẹ đã không đứng dậy nổi để chạy ra. Chia sẻ của chị Đan Nguyễn đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích và hơn 6.000 bình luận, hơn 11.000 chia sẻ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.